và các anh chị em nhân viên. Cuộc sống của mỗi con người là một hành trình, không phải là điểm đến. Trong suốt hành trình ấy, thầy Bùi Chí Thiện, nhà giáo ưu tú, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường trung học Công lập Củ Chi đã dành tất cả tâm huyết cho ngành, cho nghề. 40 năm công tác trong ngành giáo dục, năm 1983, năm 2023. Đến hôm nay, thầy đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm, sứ mệnh trọng dụng. Từ thực tế nhìn lại, những thành tích của trường trung học Công lập Củ Chi trong 9 năm qua đều là nhờ sự lãnh đạo xuất sắc từ thầy. Từ một phần ngôi trường được xây dựng khang trang, tỷ lệ học sinh giỏi tham gia các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thành phố, khu vực, cụm ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh khá giỏi hàng năm của trường chiếm tỷ lệ hơn 99%. Rèn luyện 100% là các em học tập tốt. Các em học sinh đều đạt vào các trường đại học cao đẳng 100%. Đặc biệt là trường trung học Công lập Củ Chi nằm trong top 100 trường được xét tuyển vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đã trở thành minh chứng luôn hiện diện trong mỗi chúng ta và trong ngôi trường Đại học Củ Chi. Thời gian trôi thật nhanh. Sau những hành trình công tác và cống hiến, đến ngày 1 tháng 7 năm 2023, thầy nghỉ hưu không theo chế độ. Điều đó là thuận theo tự nhiên. Nhưng khi chia tay, chúng ta ai cũng thấy xúc động, xen lẫn những nỗi niềm phân vân, ôn cố chi tân, nhắc lại những kỷ niệm để thế hệ trẻ như chúng tôi càng tự hào về thầy và luôn phấn đấu vươn lên và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, mọi thứ không dừng ở đó. Kết thúc vai trò của một nhà giáo, thầy vẫn tiếp tục vai trò của một người cha giàu lòng yêu thương và đức độ, một người chồng đầy trách nhiệm trong mái ấm của gia đình. Trong niềm xúc động ấy, hôm nay ngày 24 tháng 6 năm 2023, trường trung học phổ thông Mạc Đức Chi long trọng tổ chức buổi họp mặt chia tay với thầy Bùi Chí Hiệp, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Trước hết, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt của vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các anh chị em nhân viên của trường. Kính chúc vị đại biểu, thầy cô giáo và anh chị em dồi dào sức khỏe, thành đạt trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống. Kính thưa quý vị đại biểu, đến tham dự buổi họp mặt hôm nay, chúng ta cùng chào đón thầy Bùi Chí Hiệp, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Giới thiệu chính thức họp mặt ngày hôm nay. Đến buổi họp mặt hôm nay có sự hiện diện của lãnh đạo sở dục, thưa lãnh đạo của quận 16. Sau đây em xin trân trọng giới thiệu về đại diện sở dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Bình Long, bí thư thường trực đảng ủy sở dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Xin tiếp tục giới thiệu thầy Nguyễn Tân Quốc Bảo, chủ tịch công đoàn ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh. Xin tiếp tục giới thiệu thầy Nguyễn Bảo Quốc, phó giám đốc sở dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Xin tiếp tục giới thiệu thầy Lưu Thiên Đức, ban thường vụ công đoàn ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh. Về phía thầy Nguyễn Châu, lãnh đạo quận 6. Xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Thảo, phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận 6. Về đại diện cho lãnh đạo quận Chi Cô Bốn, xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Thanh Toàn, quận trưởng quận Chi Cô Bốn, huyện trưởng trường Hoa Hồng Tân Túc. Xin trân trọng giới thiệu thầy Lê Văn Lan, huyện trưởng trường Hoa Hồng Tân Túc, huyện Vĩnh Thạnh. Xin trân trọng giới thiệu ông Đoàn Hữu Tâm, đại diện cho bộ trưởng sáu. Về phía ông lãnh đạo trường trung học phổ thông Chi, xin trân trọng giới thiệu thầy Lê Văn An, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu
thầy Trần Lương Kiên, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu cô Phùng Thị Nguyễn Hương, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Nga, nguyên phó giáo viên bộ nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu cô Quang Thị Thanh Tuyền, nguyên là trợ lý thanh niên của nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu thầy Trần Hữu Hạnh, nguyên đoàn nhà trường. Về phía đoàn đại diện cho các nhà trường, xin trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Tuyên Kiều, trưởng ban đại diện cho các nhà trường. Cùng với các ông bà là phó ban, các ông bà là nguyên trưởng ban đại diện cho các nhà trường, các bạn bè thân hữu của thầy Vũ Chí Diệp cũng có mặt trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị cô, các anh chị em nhân viên, 40 năm công tác trên ngành giáo dục, 5 năm đi dạy và quản lý ở Cần Giờ từ năm 1983 đến năm 1988, 300 năm giảng dạy và công tác quản lý tại trường trung học Phan Văn Trị, giai đoạn từ năm 1988 đến năm 2023. Trong đó có 9 năm thầy làm hiệu phó, 9 năm thầy làm hiệu trưởng. Trong những trận đường vừa qua, thầy đã thành công với công việc trồng nuôi để làm một người lãnh đạo cần mẫn, đưa bao thế hệ học trò sang sông và chiến thắng bất phần giúp cho trường một sự mạnh chim ngày một đi lên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại những mệnh khác đó qua một viên sau đây. Lại một năm học kết thúc, khi cánh phượng hồng thắm đỏ góc sân trường, dòng sông đưa con thuyền tri thức cập bến, tiếng ve khắc khoải gọi hè như đeo đậu vào tâm hồn thầy cô sự vấn vương, đông đầy cảm xúc. Buồn cười hơn, trong năm học này, chúng ta sắp phải chia tay thầy Bùi Trí Hiệp, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Gần 40 năm công tác trong ngành giáo dục, giờ đây thầy Bùi Trí Hiệp đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được giao và sẽ gác mái buông chèo trở về với cuộc sống thanh nhàn. Dù không muốn chia tay tạm biệt, nhưng vẫn phải tạm biệt thầy. Cuộc chia tay nào cũng vậy, cũng cảm thấy xốn xang, bùi ngùi trong dạ. Trong giây phút này, chúng ta cùng ngược dòng hồi ức, điểm lại hành trình mà thầy đã đi qua. Đó là năm 1983, thầy giáo Bùi Trí Hiệp tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Vật lý. Khi đất nước vẫn còn bao nghèo khó, dù không còn chiến tranh, công việc giáo dục của thầy bắt đầu ở miền biển Cần Giờ. Vì thầy là một trong số những giáo viên tình nguyện nhận công tác vùng sâu, vùng xa, huyện Duyên Hải, nay là huyện Cần Giờ. Tại trường cấp 23 Cần Thạnh, thầy giáo Sài Thành khi ấy, trong sức trẻ, bầu nhiệt huyết của mình đã miệt mài, đã say mê gieo mầm nơi đất cằn sỏi đá, mang kiến thức của mình truyền lại cho bao học sinh nơi đây. Đó là sự cống hiến, vừa là sự tận tụy, có cả sự hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho vùng đất xa xôi ấy. Trong 5 năm công tác, thầy đảm đương nhiều cương vị khác nhau, từ giáo viên đến phó hiệu trưởng năm 1985, rồi hiệu trưởng năm 1987. Và chính điều đó cũng minh chứng thầy đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng của học sinh, đồng nghiệp và người dân vùng biển ấy. Đến năm 1988, gói ghém hành trang, thầy trở về quê nhà công tác, đồng hành cùng thầy cô trường Mạc Đĩnh Chi, xây đắp, vun trồng, giảng dạy bao thế hệ học sinh, vừa thành danh, vừa thành lớn. Trong những năm tháng ấy, thầy lại tiếp tục đảm nhận trọng trách là thuyền trưởng, dẫn dắt con thuyền Mạc Đĩnh Chi vượt qua bao khó khăn thử thách, từ chuyên môn, cơ sở vật chất, đội quy học sinh, chương trình đổi mới. Nhưng tất cả mọi thử thách ấy đều phải đầu hàng trước sự kiên trì, nhẫn nại, bình tâm, tận tụy của thầy. Đến thời điểm này, chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng luôn ấn tượng sâu đậm về thầy Bùi Trí Hiệp, cùng vóc dáng cao ráo, dáng đi vững chãi, giọng nói trầm ấm,
vẫn khắc sâu và vẹn nguyên trong ký ức của chúng ta. Trong cương vị là phó hiệu trưởng năm 2005, rồi hiệu trưởng nhà trường từ năm 2014, thầy luôn ấp ủ những nguyện ước của một nhà quản lý vừa đủ tâm lẫn tầm. Chúng tôi vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh của người đứng đầu cơ quan, luôn tận tụy với nghề, luôn hết lòng chăm lo cho công tác trồng người của nhà trường. Các em học sinh, tôi tin tưởng sâu sắc tập thể nhà trường sẽ phấn đấu tốt, đạt được nhiều thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học mới. Để xứng đáng với truyền thống dạy tốt, học tốt, hơn 63 năm qua của ngôi trường mang tên Danh Nhân Văn Hóa Lượng Quốc Trạng Nguyên Mạnh Đình Chi. Đó vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm mong mỏi của xã hội đối với nhà trường. Thì bản thân tôi chỉ có ý thức trách nhiệm của mình, hết sức cố gắng tiếp đón hệ thống trên và các phần lớn cố gắng tạo động cái bộ không khí tâm lý sư phạm hết sức tốt đẹp trong nhà trường bằng cái lòng yêu thương mọi người, bằng cái tận tụy của công việc. Đối với những cô giáo đó, thì nhà trường luôn tạo môi trường làm việc tốt cho các thầy cô, phát huy tài năng của từng thầy cô. Khi mà giải quyết các vướng mắc thì cũng trên tinh thần là vì lợi tập thể, cố gắng tạo ra tình đoàn kết trong các đa số của thành viên nhà trường. Đối với các học sinh thì nhà trường xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhà trường là nơi mà các học sinh được bày tỏ cái nguyện vọng được học trên cơ sở phát huy cái sở trường năng lực của mình. Thầy cô giáo thì yêu thương học sinh, giải quyết các vụ việc của học sinh thì trên tinh thần là tất cả đều xin thân yêu. Một người thầy đã có 40 năm công tác trong sự nghiệp trồng người. Trong suốt thời gian công tác tại trường Mạc Đình Chi, thầy đã lãnh đạo nhà trường thành một tập thể đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, đưa nhà trường trở thành một trong những ngôi trường có chất lượng giáo dục cao của thành phố, đã xây dựng được học hiệu nhà trường, gây dựng được sự uy tín trong nhân dân, được phụ huynh và các em học sinh tin tưởng. Hành trình 40 năm vì sự nghiệp trồng người, trong đó hơn 35 năm thầy giảng dạy và công tác tại trường Mạc Đình Chi, ngành giáo dục và xã hội đã ghi nhận những cống hiến, những hy sinh của thầy với rất nhiều giấy khen, bằng khen và nhiều phần thưởng danh giá khác cho nhà trường và cá nhân thầy. Năm 2020, nhà trường được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, cờ thi đua của chính phủ, và hơn tất cả, thầy lãnh đạo nhà trường tạo nên học hiệu Trung học phổ thông Mạc Đình Chi là ngôi trường nằm trong top 10 các trường trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh và là địa chỉ tin cậy của đông đảo phụ huynh và học sinh. Năm 2018, thầy được giải thưởng Võ Trường Toản, giải thưởng tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu của ngành. Năm 2019, thầy được chọn là nhà giáo ưu tú đại diện cho ngành giáo dục thành phố, trở thành đại biểu chính thức đi dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Năm 2020, thầy được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Năm 2021, thầy được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Là một người thầy rất là gương mẫu, đã như là trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của thành phố, đặc biệt là những năm đầu những công tác thời kỳ mà thành phố còn nhiều khó khăn thì thầy cũng là một những người mà xung phong đi Duyên Hải, tức là huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, và thầy được điều động về công tác tại trường Trung học phổ thông Mạc Đình Chi gần 35 năm, tức là trong khoảng thời gian rất dài cả cuộc đời cống hiến tại Trung học phổ thông Mạc Đình Chi. Thầy đã thể hiện được là một giáo viên có năng lực, có tâm huyết cho sự nghiệp của trường cũng như là những cái nỗ lực phấn đấu. Thầy đạt được hầu hết các cái danh hiệu cao quý của nghề giáo, tức là từ nhà giáo ưu tú giải Võ Trường Toản cho đến những cái huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. Thì những cái phần thưởng cao quý đó cũng nói lên được cái sự hy sinh, cống hiến và đầy tâm huyết của thầy Bùi Trí Hiệp. Thay mặt lãnh đạo Sở Dục Tạo Hồ Chí Minh, tôi xin gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến thầy Bùi Trí Hiệp
và cảm ơn tập thể cán bộ quản lý cũng giáo viên của trường Trung học Mã Đình Chi đã cùng chung tay gắng sức cùng với thầy Hiệp để tạo nên những cái kỳ tích, những thành quả của trường Mã Đình Chi trong suốt thời gian vừa qua. Thay mặt lãnh đạo ngành, xin chúc thầy Bùi Trí Hiệp có những cái ngày tháng nghỉ ngơi thư thả cùng với gia đình, có thời gian nhiều hơn để chăm sóc cho bản thân cũng như là thực hiện những cái công việc mà trong cái thời gian còn làm việc, còn đương chức mình không đủ thời gian để thực hiện những mong muốn, những ý nguyện của mình. Những thành tích mà trường phổ thông trung học Mạnh Đỉnh Chi đạt được trong thời gian vừa qua đã đóng góp rất lớn cho việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại quận 6 nói riêng và thành phố nói chung. Kết quả này có được là nhờ sự đoàn kết, sáng tạo của tập thể sư phạm nhà trường, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của thầy Bùi Trí Hiệp, nhà giáo ưu tú, bí thư chi bộ nhà trường. Bản thân tôi cũng là một cựu học sinh của trường Mạnh Đỉnh Chi và đặc biệt là được may mắn là một học trò của thầy ở cái niên khóa 92-93. Thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A2. Vẫn nhớ như in những kỷ niệm của thầy với chúng tôi, các bạn và các thế hệ học sinh. Xin trân trọng cảm ơn thầy, lời chỉ dạy của thầy đã giúp cho chúng tôi có được những kết quả, những thành công trong cuộc sống như ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn thầy, nhà giáo ưu tú Bùi Trí Hiệp. Kính chúc thầy và gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Đối với tôi, thầy Hiệp luôn là một người cấp trên, một người thầy, một người anh đáng kính. Có rất nhiều điều để tôi học hỏi được ở thầy. Nói về thầy Hiệp là nói về một nhà giáo chân chính, một người hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, hết lòng vì sự nghiệp chồng người. Một người thầy luôn bình dị, chân thành với tất cả mọi người. Mạc Đỉnh Chi có được những thành quả của ngày hôm nay, có được vị thế của ngày hôm nay, chính là một phần lớn nhờ sự gánh vác của thầy Hiệp. Cảm ơn thầy Hiệp. Mạc Đỉnh Chi rất tự hào vì đã có thầy. Qua thì thầy đối với tụi em, dù là học sinh hay là những giáo viên trẻ của trường, vẫn luôn là một người thầy tận tâm, tận tụy, đầy trách nhiệm, hết lòng vì học sinh, vì nhà trường. Thầy luôn gần gũi, lắng nghe, chia sẻ và thông cảm với tụi em. Thầy luôn chỉ dạy tụi em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thật là buồn vì sắp tới tụi em không còn được gặp thầy, không được làm việc với thầy và cũng không có thấy thầy chơi bóng rổ trên sân nữa. Thay mặt cho các bạn giáo viên trẻ của trường, tụi em kính chúc thầy sẽ luôn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Nếu một trong những điều hạnh phúc nhất cuộc đời con người là được sống, được làm việc hết mình với niềm đam mê và nỗ lực cống hiến, thì chúng tôi nghĩ rằng thầy Bùi Trí Hiệp đang rất hạnh phúc. Bởi sau 40 năm công tác và gắn bó với sự nghiệp giáo dục, hôm nay thầy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và được nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước. Thầy là một tấm gương sáng đáng được trân trọng về tâm, về đức và đáng ngưỡng mộ về tài năng. Chúng tôi, thế hệ đàn em cùng các thế hệ học trò xin gửi lời tri ân chân thành nhất với thầy vì những cống hiến của thầy cho trường, cho đội ngũ giáo viên, cho học sinh và cho sự nghiệp giáo dục. Cuối cùng, kính chúc thầy cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống. Giáo án giờ xếp lại, bục giảng mai xa rồi, bụi phấn bay theo gió, mình về với mình thôi. Bao chuyến đò rời bến, bao lớp học trò đi với mái trường thân mến, nói cùng ta câu gì? Trống trường một thoáng tới, thôi dục bước chân quen, những vui buồn nghề giáo giờ như trăng bên thềm. Cả một đời dạy học chẳng đòi hỏi gì đâu, chỉ mong lời mình giảng học trò đừng quên. Chúng ta vừa xem qua một clip một trạng người công tác 40 năm của thầy. Thì đến tham dự hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Võ Thiên Hạnh Đông, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức đảng ủy sở. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Chí Tâm, tránh văn phòng đảng ủy sở. Xin được giới thiệu ông Đinh Đường Trung, chủ tịch mặt trận tổ quốc quận 6. Xin được giới thiệu thầy Trần Văn Việt, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bình Phước. Kính thưa quý vị, kính thưa quý cô,
để hiểu hơn về quá trình công tác sự tu dưỡng cũng như những thành tích thầy đạt được trong thời gian qua. Sau đây xin được đọc kính mời thầy Cao Văn Toàn, phó giáo sư bộ, phó hiệu trưởng nhà trường, đại diện cho cán bộ và lãnh đạo giáo viên nhân viên nhà trường phát biểu tri ân thầy buổi chiều. Xin được đọc kính mời thầy. Đến tham dự buổi gặp mặt hôm nay, xin trân trọng giới thiệu có ông Bùi Ngọc Hải, phó trưởng ban tổ chức quận ủy 16. Kính thưa quý vị lãnh đạo, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa quý anh chị, ban đại diện cha mẹ học sinh, thưa quý thầy cô giáo, anh chị em, đồng nghiệp thân thương, tôi xin phép được thay mặt cho chi bộ, cho lãnh đạo nhà trường, cùng với thầy cô giáo, anh chị em nhân viên toàn trường, được bày tỏ tấm lòng tri ân và tôn vinh đến nhà giáo ưu tú, thầy hiệu trưởng, thầy Bùi Trí Niệm. Năm học 2022-2023 là năm học cuối cùng mà nhà giáo ưu tú thầy Bùi Trí Niệm công tác tại trường Hoàng Diệu Chi. Và hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2023, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tổ chức buổi họp mặt toàn đơn vị để tạm nói lời chia tay đến thầy Bùi Trí Niệm. Thầy đến tuổi nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Đến tham dự buổi họp mặt hôm nay, ngoài sự hiện diện đông đủ của quý thầy cô, anh chị em nhân viên, nhà trường rất vinh dự và vui mừng được chào đón sự hiện diện của quý lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, quý lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân dân quận 6, lãnh đạo công đoàn ngành giáo dục thành phố, quý vị nguyên là lãnh đạo, là bí thư, là phó bí thư, là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thầy cô là chủ tịch công đoàn của trường Hoàng Diệu Chi các thời kỳ. Thầy cô là đại diện lãnh đạo cụm chuyên môn 4, các thầy cô là hiệu trưởng các địa bàn, các trường trên địa bàn quận 6. Thầy cô là đồng nghiệp đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác. Quý vị trong ban đại diện cha mẹ học sinh các thời kỳ, cùng với các bạn thân hữu, gia đình đại diện và các đơn vị hợp tác quý vị. Sự hiện diện đông đủ này đã nói lên tình cảm trân quý của tất cả quý vị dành cho thầy Bùi Trí Niệm. Tôi xin phép được thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, cùng với thầy cô giáo, anh chị em nhân viên toàn trường, xin được nói lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị. Quý vị vừa xem qua đoạn video clip vừa rồi, tuy không đầy đủ nhưng cũng tóm tắt được một phần quá trình công tác của nhà giáo ưu tú thầy Bùi Trí Niệm, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Mạng Chi. Hơn 40 năm vì sự nghiệp trồng người, trong đó có 35 năm thầy giảng dạy và công tác tại trường Mạng Chi. Ngành giáo dục và xã hội đã ghi nhận những cống hiến, những hy sinh của thầy. Minh chứng điều này là rất nhiều giấy khen, bằng khen và nhiều phần thưởng danh giá dành cho nhà trường và cá nhân thầy. Năm 2020, nhà trường được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, cờ thi đua chính phủ. Và hơn tất cả, thầy lãnh đạo nhà trường xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, tạo nên học hiệu trường Trung học phổ thông Mạnh Đức Chi, là ngôi trường nằm trong top 10 các trường trung học phổ thông của thành phố Hồ Chí Minh, là địa chỉ tin cậy của đông đảo phụ huynh và học sinh. Về cá nhân thầy, năm 2018 thầy được giải thưởng Võ Trường Toản, giải thưởng tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu của ngành. Năm 2019 thầy được chọn là nhà giáo ưu tú đại diện cho ngành giáo dục thành phố, trở thành đại biểu chính thức đi dự đại hội đi đua nước toàn quốc. Năm 2020 thầy được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Năm 2021, thầy được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Thầy là một tấm gương sáng đáng được trân trọng về tâm, về đức và đáng được ngưỡng mộ về tài năng. Chúng tôi, thế hệ đàn em cùng thầy cô đồng nghiệp xin gửi lời tri ân chân thành tới thầy vì những cống hiến của thầy cho trường, cho đội ngũ giáo viên, cho học sinh và cho sự nghiệp giáo dục. Bằng sự chân thành, tôi xin phép được thay mặt cho chi bộ, cho lãnh đạo, cho thầy cô giáo cùng anh chị em nhân viên xin cảm ơn thầy vì những năm tháng tuyệt vời được làm việc cùng với thầy. Và chúng tôi không bao giờ quên công lao của thầy đối với trường Mạc Đình Chi và các thế hệ học sinh. Xin lỗi thầy vì những điều chúng tôi chưa thực sự tốt, chưa thực sự cố gắng ngoài khả năng của chúng tôi. Chúng tôi tập thể trường, cán bộ giáo viên, công nhân viên sẽ tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, cố gắng xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, phát huy thế mạnh, dạy tốt, học tốt và luôn là địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh. Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui,
và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của thầy Cao Thanh Phong. Có lẽ trong cái buổi họp mặt hôm nay, cái người mà có nhiều cảm xúc nhất và mong muốn trao đổi với chúng ta nhiều nhất đó chính là thầy Bùi Chí Thịnh. Sau đây xin trân trọng mời thầy đứng lên sân khấu có lời chia sẻ với quý đại biểu, quý thầy cô và các anh chị nhân viên. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa quý thầy cô giáo, anh chị em nhân viên nhà trường, cho tôi xin phép không giới thiệu lại đại biểu hai thầy Tổng, thầy Hoàng giới thiệu rồi. Thành ra xin phép cho tôi phát biểu ngắn gọn thôi. Thì rất là xúc động và tôi cũng xin nói lời cảm ơn đến sự lãnh đạo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo và chỉ đạo của quận ủy, ủy ban nhân dân quận 6 và sự giúp đỡ cùng nhau làm việc của ban này cho mẹ học sinh, của các thế hệ thầy cô giáo, anh chị em nhân viên nhà trường đã cùng đồng hành với tôi làm việc trong thời gian 35 năm ở trường trung học Phó Lâm Mạnh Chi. Trong quá trình làm việc thì sẽ không thế nào phải phạm sai lầm, có những cử chỉ, hành động, lời nói không được lòng với vị lãnh đạo cũng như là thầy cô giáo, anh chị em nhân viên nhà trường. Thì hôm nay cũng xin quý vị lãnh đạo, quý thầy cô giáo, anh chị em nhân viên nhà trường, các bậc cha mẹ học sinh cũng xin bỏ qua. Còn nói về quá trình công tác ở trường trung học phổ thông Mạnh Chi, thì trước khi tôi về trường trung học phổ thông Mạnh Chi thì trường trung học phổ thông Mạnh Chi đã là trường nổi tiếng này, đã rất là phát triển. Năm 81-82 thì đã là lá cờ đầu ngành giáo dục thành phố. Sau đó có hai lần cố tổng bí thư đi dự đến thăm nhà trường. Các bậc tiền nhiệm, các thầy tiền nhiệm, các thầy ở cô, hiệu trưởng tiền nhiệm cũng đã về công vun đắp xây dựng nhà trường với hai cái thế mạnh: một là dạy tốt và học tốt, hai là nề nếp của học sinh. Thì về phần tôi chỉ cố gắng là tiếp tục phát huy cái sự đóng góp của mình để duy trì ngay truyền thống đó thôi. Nói chung là tất cả vì học sinh thân yêu. Sau khi tôi rời khỏi trường trung học phổ thông Mạnh Chi thì chắc chắn nhà trường cũng sẽ phát triển. Thì cuối cùng một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khách quý, quý thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc cha mẹ học sinh đã cùng đồng hành với tôi trong suốt thời gian 35 năm ở trường trung học phổ thông Mạnh Chi. Xin chúc tất cả chúng ta sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn, trân trọng kính chào. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của thầy. Kính thưa quý vị hiểu, kính thưa quý cô, với những thành tích lãnh đạo của thầy Bùi Chí Thịnh trong những năm qua đã góp phần phát triển cho nền giáo dục quận nhà. Sau đây xin trân trọng kính mời bà Lê Thị Thanh Thảo, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 6 lên trả lời chia sẻ. Xin trân trọng kính mời bà. Thì hôm nay thì các đồng chí trong thường trực quận ủy cũng có
sinh của trường, cho nên cũng có một sự ưu ái giao nhiệm vụ nặng nề này cho em. Cho nên là thiệt sự với các thầy cô là em cũng tôi cũng chưa có cái chuẩn bị để bài phát biểu gì cả, cho nên là trong cái phần trao đổi của mình thì cho phép xin phép thầy hiệp, xin phép tất cả các thầy cô quý vị đại biểu là cho tôi được trao đổi những tình cảm xuất phát từ một học sinh của trường, học sinh của thầy và hiện nay cũng là công tác quản lý tại quận 6. Cho nên là trong phần phát biểu thì có những cái gì nó cũng chưa được trọn vẹn thì rất mong quý vị đại biểu thông cảm. Tất cả những kết quả của thầy đã được nêu trong bản viết và cũng như trong báo cáo của thầy Tòng. Và khi tôi ngồi xem cái đoạn clip này thì mình thấy rằng là kết quả của thầy hiện có được cho bản thân, thầy đem lại cái kết quả cho nhà trường, đó là một cái sự tiếp nối, sự kế thừa và có phát triển. Bản thân thầy khi nãy thầy cũng mới vừa phát biểu rằng trường mà Đỉnh Chi của chúng ta thì không phải là mới có một cái tạm gọi là có một cái thương hiệu gần đây, mà nó đã từ lúc mà thầy về trường mà đã cái uy tín của trường đã được sở, thành phố, phụ huynh có cái sự tin tưởng rất là lớn. Và cùng với các thầy cô ở trường, cùng với các thầy cô nguyên là hiệu trưởng, ban giám hiệu nhà trường, thầy cũng đã có những cái đóng góp nhất định trong cái việc mà phát triển cái uy tín của trường Đỉnh Chi chúng ta. Và cái kết quả đó nó được hòa vào trong cái thành tích chung của công tác giáo dục của quận 6, và nó cũng góp phần cái thành tích chung của công tác giáo dục của thành phố. Tất cả những điều đó nó được tụ chung lại ở những cái huân chương, ở những bằng khen, ở những danh hiệu thầy nhận được thì chúng ta đã thấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó có một cái thành quả mà có thể chúng ta, mỗi người chúng ta sẽ cảm nhận được, đó là tình cảm của thầy. Đó là một con người giản dị, gần gũi, yêu thương và chia sẻ. Cái đó thì tôi nghĩ rằng là những cái tấm huân chương, những cái cờ thi đua, những cái thành tích là chúng ta có thể thấy được, nhưng mà cảm nhận được thì chỉ có mỗi chúng ta mới cảm nhận được cái thành quả mà thầy đem đến từ những cái tính cách của thầy như thế. Cái điều thứ hai thì cũng muốn được chia sẻ với các thầy cô, với cảm nhận cá nhân của riêng tôi thì tất cả các thầy cô giáo ngồi đây, tất cả những người công tác, cán bộ công tác trong ngành sư phạm thì tôi nghĩ cuộc đời nó giống như một dòng sông, và dòng sông ấy nó có những nhà phù sa, và các thầy cô trong đó có thầy Bùi Trí Hiệp đã ươm những cái nhà phù sa đó cho các thế hệ trời non cây xanh phát triển, và chúng tôi, bạn tôi và nhiều thế hệ học sinh nữa. Tôi biết ngồi trong đây là cũng có rất là nhiều thế hệ học sinh đã từng là học sinh của thầy trở lại trường, rồi cũng có nhiều các bạn, trong đó có cả tôi, cũng là học sinh của trường, nhận được sự hướng dẫn dạy dỗ của thầy cô giáo ở trường Đỉnh Chi mình. Trong đó là cũng có thầy của thầy hiện của chúng ta, không chỉ dạy về kiến thức mà các thầy cô và thầy còn chỉ cho chúng tôi, còn dạy cho chúng tôi cách làm người. Và cuối cùng thì để cho xã hội có được những công nhân có ích cho xã hội. Và sự đóng góp của chúng tôi là thành quả của những giọt phù sa, những hạt phù sa ươm mầm cho chúng tôi có ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn thầy Bùi Trí Hiệp, cũng như cảm ơn tất cả các thầy cô giáo của trường Trung học Phổ thông Hà Đỉnh Chi đã giúp cho xã hội, giúp cho thành phố vào quận 6 có những công dân có ích đóng góp để phát triển quận, phát triển thành phố và phát triển đất nước của chúng ta. Và xin phép rằng trong cái giờ phút này á, thì hồi nãy tôi ngồi tôi xem cái đoạn clip thì thật sự là cái thưa thầy là em cũng rất dễ xúc động, cho nên em cũng cố gắng em kiểm soát cảm xúc của mình
À, và em suy nghĩ như thế này, thường người ta bảo rằng cuộc chia tay nào thì nó cũng để lại cho chúng ta nhiều cái lưu luyến. Nhưng mà em thì em suy nghĩ theo một cái chiều hướng khác, đó là chia tay tạm thời và thầy trở về với gia đình, được thực hiện cái bổn phận trọng vẹn của người chồng, người cha, người ông, và có những cái đóng góp cho địa phương của nơi thầy cư trú. Và không chỉ dừng lại ở đó, thầy vẫn sẽ tiếp tục như thầy Kim, thầy A, cô Nga, cô Thu, và các thầy cô vẫn sẽ phải theo dõi những chặng đường phát triển sắp tới của trường Hà Đỉnh Chi và tiếp tục góp ý cho tập thể sư phạm nhà trường sẽ đạt những thành quả, những kết quả cao hơn nữa, xa hơn nữa. Và buổi chia tay hôm nay cũng chỉ là tạm thời để bắt đầu cho một cái khoảnh khắc mới. Và biết đâu chừng vài ngày nữa thầy sẽ trở lại thầy dự với trường và sẽ được giới thiệu nguyên hiệu trưởng nhà trường để tiếp tục cũng lại tạm chia tay với một lãnh đạo của trường, nhưng sẽ là một cái bước phát triển mới nữa cho một lãnh đạo của trường. À, và cái thứ ba cũng là tạm chia tay thôi, bởi vì rồi chúng ta sẽ gặp lại. À, em nghĩ rằng trong cuộc sống này, khi chúng ta được gặp nhau đây trong một cái không gian như thế này, hay là những mối quan hệ trong xã hội, đó là một cái duyên để chúng ta có được cơ hội gặp với nhau. Và quan trọng là chia tay, nhưng tất cả mọi người đều luôn nhớ đến thầy, luôn nhớ đến những kỷ niệm đẹp. Và đặc biệt hồi nãy, nếu mà tất cả chúng ta có nhìn cái đoạn clip mà cái ảnh cuối cùng mà thầy chụp với một cái nhóm học sinh lớp 12A2, cuốn sổ chủ nhiệm lớp 12A2 là lớp của em, được thầy chủ nhiệm. Và tất cả những hình ảnh đó tụi em vẫn còn lưu giữ lại. Và lưu giữ không phải ở cái tấm hình, mà lưu giữ trong tâm của chúng em. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp của thầy, sự tiếp nối kế thừa những kết quả của các bậc tiền nhiệm để thầy phát triển trường Hà Đỉnh Chi. Thay mặt lãnh đạo quận 6, thay mặt cựu học sinh lớp 12A2, thay mặt tất cả thế hệ học sinh và các thầy cô trường, xin trân trọng chúc thầy nhiều sức khỏe và sẽ có được những khoảnh khắc thời gian bên gia đình thật là hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn thầy. Dạ, xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu chia sẻ của bạn Lê Thị Thanh Thọ. Tiếp theo chương trình là phần chụp ảnh lưu niệm với thầy. Đầu tiên xin cho bạn kính mời ông Nguyễn Đình Long, phó bí thư thường trực đảng ủy sở dục giúp lên sân khấu chụp ảnh với thầy. Xin trân trọng kính mời thầy Bùi Chí Hiệp, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường để chụp ảnh. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Bảo Quốc, phó giám đốc sở. Xin trân trọng kính mời ông Võ Thị Hạnh Đông, trưởng ban tổ chức đảng ủy sở. Xin trọng kính mời ông Nguyễn Chí Tâm, tránh văn phòng đảng ủy sở. Xin trọng kính mời ông Dương Vũ Lộc, chuyên viên phòng trung học. Xin trọng kính mời ông Nguyễn Minh Quốc Bảo, chủ tịch công đoàn ngành giáo dục thành phố. Xin trọng kính mời ông Lô Thiên Đức, ủy viên ban thường vụ công đoàn ngành giáo dục thành phố chụp ảnh lưu niệm. Xin trân trọng kính mời bà Lê Thị Thảo, phó bí thư ủy chủ tịch ủy ban nhân dân 6. Xin trân trọng kính mời ông Lê Thanh Bình, phó chủ tịch ủy ban nhân dân 6. Xin trân trọng kính mời ông Đinh Bình Trung, chủ tịch hội đồng tổ chức quận 6. Xin trân trọng kính mời
thầy Nguyễn Thanh Tâm, cụm trưởng tổ chức 4, hiệu trưởng trường trung học Thân Tuấn. Xin trân trọng kính mời thầy Lê Văn Anh, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Đức Thanh. Xin trân trọng kính mời thầy Trần Văn Việt, nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông Thân Tuấn. Cùng với thầy sẽ có chụp ảnh lưu niệm với thầy. Tiếp theo là xin trân trọng kính mời các thầy cô là nguyên lãnh đạo trường trung học phổ thông Mạnh Thị Chi. Xin trân trọng kính mời thầy Lê Văn An, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng kính mời thầy Trần Trung Kim, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng kính mời cô Phùng Thị Thu, nguyên là phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Nga, nguyên là phó giáo viên bộ nhà trường. Xin trân trọng kính mời thầy Trần Hữu Hạnh, nguyên chủ tịch công đoàn nhà trường. Xin trân trọng kính mời cô Phạm Thị Tiền, nguyên quản lý sinh viên nhà trường. Và tiếp theo là cho bạn có biểu diễn này là nguyên là giáo viên, nhân viên, nguyên là các thầy cô và lý thu, các thầy cô và trưởng công tác, bạn bè đang ở với thầy. Xin mời quý thầy cô chúng ta cùng được học. Xin mời cô Nguyễn Thị Nga, xin mời ông Nguyễn Phát Nhạc, xin mời cô Võ Thị Hoàng Dương, xin mời cô Phan Thị Hiền, dạ, em xin mời thầy Nga, em mời cô Xá, dạ, em xin mời cô Thanh. Em xin mời thầy cô Nhân Nghĩa. Và tiếp theo là xin trân trọng kính mời các anh chị là ban đại diện cho nhà trường, các anh chị là nguyên là trưởng ban, phó ban thì nhà trường cùng bước lên sân khấu được tham dự những ngày này. Xin trân trọng kính mời và được giới thiệu trưởng ban đại diện cho nhà trường. Tiếp theo chương trình, xin kính mời các tổ chức đảng và đoàn thể trong nhà trường tiến lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng thầy Bùi Trí Nghiệp. Đầu tiên, xin trân trọng kính mời ban giám hiệu, các đồng chí trong các buổi viện, chủ tịch cộng đoàn, trợ lý thanh niên và bí thư chi đoàn giáo viên. Và trân trọng kính gửi đến thầy Bùi Trí Nghiệp bức khánh kỷ niệm của tập thể chi bộ, quà kỷ niệm của tập thể lãnh đạo và bức tranh kỷ niệm mái trường của tập thể sư phạm nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô. Và tiếp theo, xin kính mời lên sân khấu quý thầy cô trong ban chấp hành cộng đoàn nhà trường. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời lên sân khấu quý thầy cô đến từ tổ ngữ văn. Trân trọng cảm ơn quý thầy cô. Tiếp theo, chúng ta lên sân khấu quý thầy cô đến từ tổ địa lý. Quý thầy cô đến từ tổ lịch sử chuẩn bị. Tổ thể dục quốc phòng an ninh chuẩn bị. Cảm ơn quý thầy cô. Tiếp theo chúng ta lên sân khấu quý thầy cô đến từ tổ thể dục quốc phòng an ninh, tổ giáo dục công dân tâm lý chuẩn bị. Cảm ơn quý thầy cô. Tiếp theo chúng ta lên sân khấu quý thầy cô đến từ tổ giáo dục công dân tâm lý, tổ công nghệ chuẩn bị. Cảm ơn quý thầy cô. Tiếp theo chúng ta
lên sân khấu quý thầy cô đến từ tổ công nghệ, tổ thiết bị chuẩn bị. Cảm ơn quý thầy cô. Tiếp theo chúng mời lên sân khấu quý thầy cô đến từ tổ thiết bị, tổ giám thị bảo vệ chuẩn bị. Cảm ơn quý thầy cô. Tiếp theo chúng mời lên sân khấu quý thầy cô đến từ tổ giám thị bảo vệ, tổ môi trường chuẩn bị. Cảm ơn quý thầy cô. Tiếp theo chúng mời lên sân khấu các anh chị đến từ tổ môi trường, tổ hành chánh chuẩn bị. Cảm ơn các anh chị. Tiếp theo chúng mời lên sân khấu các anh chị đến từ tổ hành chánh, tổ ngoại ngữ chuẩn bị. Cảm ơn các anh chị. Tiếp theo chúng mời lên sân khấu quý thầy cô đến từ tổ ngoại ngữ, tổ tin học chuẩn bị. Chân trọng cảm ơn quý thầy cô. Tiếp theo chúng mời lên sân khấu quý thầy cô đến từ tổ tin học, tổ sinh học chuẩn bị. Cảm ơn quý thầy cô. Tiếp theo chúng mời lên sân khấu quý cô đến từ tổ sinh học, tổ hóa học chuẩn bị. Cảm ơn quý cô. Tiếp theo chúng mời lên sân khấu quý thầy cô đến từ tổ hóa học, tổ toán chuẩn bị. Kính mời thầy Nguyễn Minh Hoàng, phó hiệu trưởng nhà trường tiến lên sân khấu để tiếp tục chương trình. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Minh Vân, nguyên chủ tịch hội nhà trường, nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông Mary Curie. Xin trân trọng kính mời thầy Dương Văn Vân, trưởng phòng hiệu trưởng 8, phụ huynh học sinh nhà trường lên trên bảng tôi điểm tiếp theo. Đây là món quà của những thầy cô, những thầy cô rất nhiều công tác biết thầy, những thầy cô đang công tác và anh chị em giáo viên nhà trường gửi đến thầy một món quà. Hy vọng là sau này thầy có thời gian, thầy sẽ nhìn lại quá trình thầy học tác ở trường Bản Chi Cần Giờ trong 40 năm thực hiện đại dịch của thầy. Xin chào, cảm ơn thầy Nguyễn Đức Hoàng. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, với tâm, đức, trí, lực của mình, thầy Bùi Trí Hiệp sẽ luôn là tấm gương sáng về sự tận tụy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Kết thúc một chặng đường, một cánh cửa lại mở ra, một hành trình mới lại bắt đầu. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin kính chúc thầy luôn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình để tiếp tục một hành trình mới thật nhiều điều thú vị. Kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô sức khỏe và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.